Nhiều chị em khi dùng serum trị hôi nách Innot nhưng không biết cách dùng cho đúng để phát huy tác dụng và hiệu quả tốt nhất. Chính vì thế mà trong video này, shop bên mình sẽ hướng dẫn các bước sử dụng với dòng serum trị hôi nách Innot cho những bạn chưa biết cách sử dụng hiệu quả nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Để serum trị hôi nách innot mang lại hiệu quả tốt nhất, chị em nên sử dụng sản phẩm theo quy trình các bước như sau. Đầu tiên, trước khi sử dụng sản phẩm cần vệ sinh vùng nách bằng nước sạch và lau khô. Tiếp theo là chấm một lượng nhỏ serum trị thâm vừa đủ vào lòng bàn tay sau đó, bôi lên vùng nách có nhược điểm cần khắc phục. Bước cuối cùng là các nàng chỉ cần ngồi tận hưởng cảm giác thơm mát và dễ chịu từ sản phẩm. Sử dụng sản phẩm mỗi ngày không những giúp cho các nàng có một hương thơm ngọt ngào, cảm giác tự tin, mà nó còn hạn chế sự hoạt động tối đa của tuyến mồ hôi ở dưới vùng nách. Lưu ý là những ai đang gặp phải tình trạng sạm da, hôi nách thì mỗi tuần chỉ nên sử dụng sản phẩm Innot một lần thôi nhé. Còn đối với những người nặng hơn, thì nên sử dụng mỗi tuần ít nhất hai lần để nhanh chóng đạt được kết quả như mình mong muốn nhé. Mùi hôi cơ thể đặc biệt là ở vùng nách thường xuất hiện trong giai đoạn 3 tháng đầu và cuối thai kỳ. Đây là lúc nội tiết tố trong cơ thể mẹ bầu biến đổi mạnh mẽ khiến các chức năng trong cơ thể bị rối loạn. Tuy vậy, trong giai đoạn mang thai làn da của các mẹ thường rất nhạy cảm, nên việc khắc phục mùi hôi dưới cánh tay cần lưu ý đặc biệt. Hiện nay, trên thị trường có khá nhiều các sản phẩm trị hôi nách dành cho bà bầu, nhưng phải kể đến đó là dòng sản phẩm serum trị hôi nách Innot của nhà Huyền Phi, với bảng thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, không có tác dụng phụ, an toàn cho cả phụ nữ mang thai và cho con bú nên các mẹ bầu yên tâm và tin dùng nhé. Serum trị hôi nách Innot hiệu quả tốt, nên bị làm giải nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán serum trị hôi nách Innot hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.